Chúa và chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát tấm lòng của chúng ta để chúng ta ngợi khen và thờ phượng Ngài. Chúng ta cùng đọc chung tấm đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 150. Chúng ta khởi sự đọc. Hallelujah. Trong nơi Thánh Ngài. Tất cả những vật gì thờ thì hãy ngợi khen và thờ phượng Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Chúa mở lòng và xin Chúa cũng tới với tất cả tấm lòng của chúng ta để chúng ta đến gần Ngài, tìm kiếm mặt Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúa Giêsu ơi, Chúa con. Trên trời như mưa rơi.
trên đây tôi sử dụng con 11 nên không biết là mắt anh em mình sẽ thấy được phải không? À, con 11. À, rồi cái bài cuối cùng của chúng ta là cái bài Lai Thế Học, thì chúng ta sẽ học cái chương trình đó ở trên cái sơ đồ. Lai Thế Học thì chúng ta không học theo cái chương trình, cái cách này thì chúng ta không hiểu Lai Thế Học tại vì nó rất là khó hiểu, thì chúng ta sẽ học ở trên sơ đồ. Thì cái phần này từ bài 1 đến bài 9 chúng ta sẽ học ở trên cái sơ đồ như ở trên bảng. À, bài thứ nhất của chúng ta học cái bài này thì đó là bài 5, là bài Thiên Sứ. À, chúng ta ôn lại 4 bài chúng ta đã học trong ngày hôm qua. À, một sư bạn hướng dẫn chúng ta, bài thứ nhất có tên là Đức Chúa Trời. À, Đức Chúa Trời. Bài thứ nhì có tên là Lời Đức Chúa Trời hay là Kinh Thánh. Đó mà. Bài thứ ba có tên là Chúa Giê-xu. Bài thứ tư có tên là Đức Thánh Linh. Bài kế tiếp tôi hướng dẫn quý vị đó là bài Thiên Sứ Học. Bài Thiên Sứ Học là bài thứ năm. À, trong từ bây giờ đến ngày mai chúng ta sẽ học 6 bài liên tục và nó có một sự liên hệ gắn kết với nhau. À, những cái bài, 4 bài đầu tiên nó mang tính chất về ba ngôi Đức Chúa Trời và Kinh Thánh, đó là những cái gì rất là nền tảng về Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời, về Chúa Jesus Christ, về Đức Thánh Linh. Và bây giờ đang khi chúng ta học bài Thiên Sứ Học thì chúng ta sẽ hiểu về cái nguồn gốc của Thiên Sứ đến từ đâu, rồi Satan, ma quỷ từ đâu mà đến, rồi chúng ta hiểu thế nào là sự xuất hiện của con người. À, đó là bài 7. Ờ, rồi khi mà con người xuất hiện thì tội lỗi kèm theo, đó là bài 8. Và khi mà Chúa có cái phương cách để giải quyết, cái giải pháp giải quyết bằng sự cứu rỗi, đó là bài cứu thuộc học, đó là bài thứ 8. Và khi sự cứu rỗi của Chúa đến thì khi một người được cứu, đó là một người được kinh nghiệm, được sự cứu ra khỏi thế giới này theo cái từ ngữ SSCA, đó là từ Hội Thánh. Hội Thánh sẽ là bài 9. Và cái chung kết của tất cả mọi sự nó nằm ở trong bài thứ 10. Đó là bài những vấn đề về tương lai, hay là bài những sự kiện về Chúa tái lâm, hoặc là chúng ta sử dụng một từ ngữ Hán Việt đó là Lai Thế Học. Đó là bài thứ 10. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất từ bây giờ cho đến ngày mai. À, như vậy tính trung bình, à, một tiết học chúng ta, một môn như vậy chúng ta sẽ học 2 tiếng. Một môn như vậy học 2 tiếng. À, nên chúng ta sẽ rất là tập trung. Những cái môn nó khó như là bài cuối thuộc học, bài Lai Thế Học, bài Hội Thánh thì đó là những cái bài khó, thì chúng ta vẫn có thời gian 2 tiếng thôi. Nên chúng ta phải rất là tập trung trong cái bài của chúng ta. Nên tôi cố tình soạn rất kỹ ở trong cái bài, cái phần của chúng ta, cái phần của cái phần bài học của chúng ta, để chúng ta dễ theo dõi. Thứ nhất chúng ta sẽ học bài Thiên Sứ Học. À, chúng ta sẽ học một lần lượt qua vấn đề nguồn gốc, rồi bản chất của Thiên Sứ, rồi chúng ta xem phân loại Thiên Sứ như thế nào, rồi sau đó chúng ta sẽ học biết về cái chức vụ của các Thiên Sứ ra sao, rồi chúng ta nhìn thấy Thiên Sứ sa ngã như thế nào, và cuối cùng chúng ta học biết về cái số phận của các Thiên Sứ, số phận của các Thiên Sứ. À, bây giờ chúng ta sẽ đi phần đầu tiên, đó là nguồn gốc. Cái phần nguồn gốc nó nằm ở bên cái cột thẳng bên đây, phần nguồn gốc nó nằm ở bên đây. À, theo quý vị biết trước thì Thiên Sứ là gì? Nguồn gốc Thiên Sứ đến từ đâu? Thiên Sứ đến là Đức Chúa Trời. Rồi Thiên Sứ đến từ đâu nữa? Hình dạng Thiên Sứ là sao? À, giống như Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Trời là sao? Giống như hình Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời sao? Phải diễn tả đến giống là giống sao? Thiên Sứ chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời. Dạ, là một tạo vật Đức Chúa Trời. Dạ, là một trong những tạo vật của Đức Chúa Trời. Đó. À, theo quý vị thì giữa Thiên Sứ và con người thì nó bằng nhau hay là cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn? À, Thiên Sứ cao hơn. Tại sao cao hơn? Thiên Sứ trước con người, phải không? Chắc không? À, dạ. À, như vậy thì đây là một số cái nguồn gốc của Thiên Sứ chúng ta được biết. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy được rằng các Thiên Sứ là những hữu thể sáng láng. Những Thiên Sứ là những hữu thể sáng láng. Hữu thể đó là những cái tạo vật rất là sáng láng.
Luca đoạn 9 câu số 26 đó mà. À, rồi chúng ta nhìn thấy là được Đức Chúa Trời dựng nên trước ngày sáng tạo như chúng ta nói đó, đó mà. À, trước ngày mà Chúa tạo dựng nên trời đất thì Chúa đã tạo dựng thiên sứ rồi, đó mà. À, và chúng ta biết rằng thiên sứ thì cũng có một lãnh vực là sống bao nhiêu tuổi thì mất bao nhiêu tuổi. À đây đây, thiên sứ cũng thuộc trong lãnh vực đời đời, có nghĩa là không có ngày kết, không có ngày kết trừ phi Đức Chúa Trời cho nó kết. Tại lý do là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo và ngài có quyền trên những tạo vật. Mặc dù đó là tạo vật cao cấp như thiên sứ thì ngài vẫn có quyền. À, chúng ta xem một số câu thánh ở Thi Thiên 148 từ câu 2 đến câu 5 thì cũng có nói lên điều đó. À, mời một người mở trong Thi Thiên 148 từ câu 2 đến câu số 5. Thi Thiên 148 từ câu 2 đến câu số 5. Hỡi hết thảy các thiên sứ ngài, hãy ngợi khen ngài, lấy cả cơ binh hùng thần, hãy ngợi khen ngài. Hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngợi khen ngài. Hỡi hết thảy mọi ngôi sao xa nhà, hãy ngợi khen ngài. Hỡi trời và trên từng trời, nước thấm nước trên từng trời, hãy ngợi khen ngài. Cả hết thảy hãy ngợi khen danh đức của Đức Chúa Trời. Dạ, thì chúng ta nhìn thấy có một sự sắp xếp theo cái trật tự, đó là kêu gọi thiên sứ trong sự ngợi khen Chúa và sau đó mới là trời các từng trời này kia vân vân. Nó như là một sự sắp xếp theo cái trình tự về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời ở trên mọi chúng ta. À, rồi chúng ta nhìn thấy rằng thiên sứ được tồn tại bởi những mặc lệnh của Chúa, bởi những mặc lệnh của Chúa. Khi mà Chúa phán thì tại đó thiên sứ mới bắt đầu có và xuất hiện. Rồi chúng ta có tìm thấy sự khi mà thiên sứ sa ngã, có nghĩa là trước khi có con người. À, thiên sứ sa ngã trước khi có con người. À, trong cái phần bài làm học viên của chúng ta, trong cái bài phần học viên của chúng ta có thể tự làm trong một số các chương. Ở đây có một số cái vấn đề để chống là gì? Thiên sứ công nhất được dựng nên trước ngày gì? Sáng tạo. Đó, chúng ta có thể liền chỉ sáng tạo lên luôn. Cái bài học ở trên đó. À, rất nhiều và có à có đời đời dạ đúng rồi. À, rồi cái câu hai đó là được tồn tại bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đó mà của Chúa thì nó chung chung quá, của Đức Chúa Trời hay là của Chúa, đó mà. Ok, điều đó được chép ở Côlôse đoạn 1 câu số 6. Rồi đã sa ngã trước khi có con người, à trước khi có con người, hay là theo cái bài chúng ta là trước khi sáng tạo, đó là trước cái ngày sáng tạo đó. À, và đó là những cái bài của chúng ta có thể về và bắt đầu có những cái bài đó điền vô khi mà bắt đầu chúng ta vừa học, và có thể cho nếu mà có thì giờ để cho học viên họ điền vô. À, thứ hai chúng ta nhìn biết được rằng cái bản chất của thiên sứ, cái phần cột phần B của chúng ta, thiên sứ là những sứ giả. Thiên sứ, cái từ ngữ thiên sứ có nghĩa là những sứ giả. À, và chúng ta biết rằng thiên sứ là những cái hữu thể linh, đó mà. Thiên sứ là sứ giả hay là thiên sứ là những cái hữu thể linh khác với loài người. Thiên sứ là những hữu thể linh khác với loài người. À, chúng ta nhìn thấy rằng thiên sứ với loài người khác nhau thế nào? Thiên sứ có cánh à? Thiên sứ có thể di chuyển mà có cần xe hơi, xe đò, xe buýt, máy bay như chúng ta không? À, không cần, phải không ạ? Thiên sứ có thể di chuyển một cái đoạn đường rất là nhanh, phải không? À, rồi có khả năng gì nữa? Nếu mà so sánh với con người, chúng ta nhìn thấy rằng thiên sứ có cái khả năng gì? Nó là hữu thể linh khác với người là khác như thế nào? Thành. Là làm được nhiều việc. Hả? Thể làm được nhiều việc. À, làm được nhiều việc. Cụ thể là làm được việc gì? Mạnh lên. Cụ thể là thiên sứ làm được việc gì? Làm việc là thờ phượng Đức Chúa Trời. Hả? À, thờ phượng Đức Chúa Trời, vậy là có người chúng ta không thờ phượng Chúa được à? Cái điều gì nó hơn con người mình? À, thiên sứ thờ phượng
mình sửa tiên duyên quá được. Chúng ta nhớ rằng thiên sứ có thể sát hại rất là nhiều linh lính binh kỵ. Chúng ta nhớ câu chuyện ở trong các khu nhì đoạn thứ 6 đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng khi mà đầy tớ Elisa sợ hãi đối với đạo quân của Syri, thì lúc bấy giờ tiên tri Elisa thì nhìn thấy đạo quân thiên sứ phủ xung quanh và ông rất là an tâm, vì ông thấy là cả đạo quân một quân thôi, một thiên sứ thôi có thể giết được hàng chục ngàn quân, đằng này là cả đạo quân, thì ông rất là yên tâm. Và trong cái đó là đệ tử hay là ông đầy tớ ông, đúng không, phải không? Và sau đó Elisa làm gì? Cầu nguyện. Và sau đó bắt ông mở ra và ông nhìn thấy rằng quân thiên sứ rất là đông và ông cảm thấy yên tâm. Thì chúng ta nhìn thấy được rằng thiên sứ có một cái công việc trách nhiệm rất là diệu kỳ. Và chúng ta nhớ rằng cũng ở trong cái phân đoạn đó thì thiên sứ của Chúa đã dẫn đạo quân của Assyria đi vào, bị mù mắt đi vào, và sau đó là mở mắt ra và họ thấy được, và bắt đầu là có một cái sự giống như giảng hòa ở trong cái vấn đề đó. Có nhiều khả năng khác nhau, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng thiên sứ có quyền năng nhưng mà không phải là toàn năng. Chúng ta lưu ý nha, thiên sứ có nhiều quyền năng lớn nhưng mà thiên sứ không phải là toàn năng. Toàn năng duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta mới được gọi là đấng toàn năng. Còn thiên sứ là có nhiều quyền phép hay là có nhiều quyền năng thôi, chứ không phải là toàn năng. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Theo quý vị thì thiên sứ có sinh con đẻ cái như con người chúng ta không? Không. Có không? Có không? Thiên sứ có sinh con đẻ cái không? Không. À không. Ủa như vậy thì thiên sứ giống đực hay giống cái? Giống đực. Nam hay nữ? Giống nam. Nam hay nữ? Không biết được. Nam hay nữ? Theo cái nguyên gốc, thì thiên sứ nó thuộc giống đực, nhưng mà rất là đẹp, thuộc giống đực, cái nguyên ngữ nó là giống đực nhưng mà rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta có hiểu rằng cái giới hạn nam nữ là một giới hạn của con người của chúng ta. Chúng ta hiểu không? Chúng ta không có nhìn cái cõi thiên nhiên, không có nhìn cái cõi thiên liêng bằng cặp mắt của con người chúng ta thì sẽ bị giới hạn. Ví dụ trường hợp chúng ta nhìn biết rằng Đức Chúa Trời chắc là ở trên Ngài là có cái đầu, ở dưới là có hai cái tay, ở dưới có hai cái chân, cái đi qua đi lại giống như chúng ta, thì chúng ta cái đó là cách nghĩ của Đức Chúa Trời, cách nghĩ của con người về Đức Chúa Trời. Ví dụ chúng ta là con kiến thì sao? Ví dụ chúng ta đi giống như con kiến thì sao? Thì chúng ta sẽ nghĩ Đức Chúa Trời là giống như con kiến. Chúng ta hiểu ý không ạ? Hiểu ý tôi muốn trình bày không? Ví dụ như con người chúng ta là một con chiên đi, thì chúng ta nếu mà trường hợp chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời sẽ giống như một con chiên, nó giống như con chiên, tại con người chúng ta nó giống tất cả là con chiên hết. Chúng ta hiểu không? Tưởng tượng đi. Tưởng tượng ví dụ tất cả chúng ta là những con chiên, nó bay được, nó có hai cái chiên, nó mổ, thì chúng ta sẽ nghĩ Đức Chúa Trời nó sẽ có cái mỏ, rồi nó sẽ có cái cánh bay, nó có hai cái chiên. Chúng ta hiểu không ạ? Tại vì chúng ta là con người nên chúng ta hình dung về một Đức Chúa Trời nó giống như con người của chúng ta, theo cách nghĩ của con người chúng ta. Khi chúng ta học những bài học về thần học, chúng ta phải mở ra và hiểu rằng chúng ta chỉ là vật thọ tạo thôi. Nên để vật thọ tạo suy nghĩ về đấng sáng tạo là một lĩnh vực rất là khó, làm sao được, phải không? Không thể. Chúng ta hiểu ý tôi nói không? Nên thành ra khi mà chúng ta sử dụng cái tâm trí của chúng ta và nói rằng thiên sứ là giống đực hay giống cái, thì đó là câu hỏi của con người. Chúng ta hiểu không? Đó là câu hỏi và cách trả lời để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của con người chúng ta. Hiểu ý tôi nói không? Đó là cách cái con người chúng ta suy nghĩ về thiên sứ. Thì chúng ta nghĩ rằng thiên sứ có cái đầu ở trên đây, rồi có cái mình bên dưới, rồi có cái cánh để bay. Đó là cách suy nghĩ của con người về thiên sứ. Cái nguồn gốc của thiên sứ cũng là ở trong một số câu thánh, như Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 10 cũng cái nguyên ngữ đó là giống đực. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng thiên sứ rất là đẹp nha. Ở đâu nói thiên sứ đẹp? Đẹp như là một phụ nữ và thậm chí đẹp như một hoa hậu. Ở đâu nói? Ở đâu nói gì đó? Chúng ta nhớ câu chuyện liên quan đến Lot.
liên quan đến Abraham, nên nhớ câu chuyện đó. Nhớ câu chuyện ở thành Sodom và Gomorrah, nhớ không? Chuyện gì xảy ra? Vì có mấy người nam, người bị người ở trong thành đó muốn kết thân với dạ. Khi mà thiên sứ, chúng ta nhớ câu chuyện đó, thiên sứ đến trên thành Sodom và Gomorrah để cứu gia đình của Lot. Chúng ta nhớ câu chuyện đó phải không ạ? Thì khi mà xuất hiện gia đình thì cả thành đó họ đều ham muốn cái thiên sứ đó đến đổi mà Lot phải nói gì? Đem con của mình ra. Nhớ chưa? Nó đây là khách quý. Mà bây giờ quý vị có muốn làm cái gì? Tại vì cái dân đó nó quá dã ác đi, muốn làm cái gì đây là con của tôi đây. Một sự hy sinh rất là lớn. Để chúng ta nhớ câu chuyện đó thì thấy hình dung rằng thiên sứ rất là đẹp. Người ta nhìn vô nó giống như một cái cô gái hoa hậu đẹp lắm, phải không ạ? Nhưng mà tự thân ở trong đó chúng ta biết rằng thiên sứ thuộc giống đực nha, thiên sứ thuộc giống đực, phải không? Và không có khả năng sinh sản, không có khả năng gì, tại vì thiên sứ cũng không có cần duy trì nào giống, là lý do mà là nó lãnh vực đời đó là đời. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng thiên sứ về phương diện bản chất thì hắn mô tả thiên sứ đó là gì, được mô tả như là gì, có ở đây chúng ta học và mà một số cái thôi, tôi chỉ soạn một số cái để thử cho chúng ta thôi. Thiên sứ còn có nghĩa là gì nữa? Sứ giả đó, là thiên sứ là có nghĩa là sứ giả nữa. Thiên sứ hữu thể linh để chống là gì? Với loài người là gì? Khác hay giống? Khác với loài người, dạ đúng rồi. Rồi thiên sứ có quyền gì? Lớn quyền năng, quyền năng lớn, đúng rồi, ok. Rồi ở đây lại không gì? Không kết hôn. Không kết hôn hoặc tái sinh sản và thuộc giống được được. Giống được. Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ điền vô trong cái phần bài làm của chúng ta. Bản chất tiếp theo là của thiên sứ, đó là thiên sứ sáng tạo ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Thiên sứ đang khi được sáng tạo ra để thờ phượng Đức Chúa Trời, đấy là một trong những cái điều mà thiên sứ giống với chúng ta. Và nhưng mà chúng ta biết rằng thiên sứ vẫn bị giới hạn, và thiên sứ thì vì đời đời nên không có sự chết trên thiên sứ. Và chúng ta cũng nhìn biết rằng thiên sứ cái thánh kinh gần đôi khi mô tả là con trai của Đức Chúa Trời, hay là có hình dạng giống như loài người. Chúng ta xem ở trong Gióp đoạn 1 câu 6. Mà một sư Timôthê mở trong Gióp đoạn 1 câu số 6. Mời một sư Dế mở trong Hebrew đoạn 13 câu số 2. Hebrew đoạn 13 câu số 2. Gióp đoạn 1 câu 6. Dạ. Và một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt trước Đức Giê-hô-va, mà Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Dạ. Đối với sự thiết khác, có cái kẻ làm điều đó đã thiết tới thiên sứ mà không biết. Dạ. Như vậy, tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng thiên sứ trong cái sự giới hạn của nó là có nghĩa là bất cứ vấn đề gì, ví dụ trong trường hợp nó tấn công ở trên gia đình của Gióp cũng vậy, phải có sự cho phép của Đức Chúa Trời, cho phép của Đức Chúa Trời thì nó mới có thể làm được điều gì đó. Và chúng ta nhìn thấy là Kinh Thánh mô tả rằng thiên sứ cũng gọi là con trai của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm một số câu hỏi. Thiên sứ được sáng tạo để gì? Để thờ phượng Đức Chúa Trời, đúng rồi, có không ạ? Rồi bị gì? Giới hạn. Bị giới hạn, dạ đúng rồi, chúng ta thêm điều đó. Rồi thiên sứ, cái chữ chống là phía sau là chết, là có nghĩa là gì? Không chết. Không chết, dạ đúng rồi. Thiên sứ đôi khi được Kinh Thánh mô tả là bảo mặt là gì? Của Đức Chúa Trời, phía trước là gì? Con trai, có không? Chúng ta thêm chữ con trai vào đó, có không? Rồi hình dạng của thiên sứ để chống là gì? Loài người là gì? Giống hay là khác? Giống loài người, có không? Và đó là những cái câu hỏi. Từ phần này trở đi thì tôi không có soạn theo cái bài học viên nữa, tại vì nó rất là tốn thời giờ. Nên thành ra là chúng ta vẫn có thể dạy theo cách
chúng ta về triển khai theo dạy cái cách đó, cái là điền. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh theo đi thẳng vô từng vấn đề một nhé. Cái bài mà của học viên chúng ta có thể về nhà để nghiên cứu thêm. Chúng ta bây giờ sáng hôm nay thì trong cái phần của chúng ta chủ yếu là sử dụng cái phần nội dung chính để chúng ta có thể đào sấy vô từng vấn đề một. Khi chúng ta hiểu vấn đề thì chúng ta về nhà địa phương mình chúng ta triển khai lại một cách rất là tốt hơn. Ok. Chúng ta ở đây qua phần C, đó là phân loại thiên sứ. Chúng ta nhìn thấy rằng thiên sứ, số lượng thiên sứ đó là gì? Hàng muôn, hàng ngàn thiên sứ, đúng không ạ? Hay là chúng ta như là muôn vàng thiên binh, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy được rằng đó là những cái từ ngữ dùng cho thiên sứ. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên đoạn 89, Thi Thiên 89 từ câu 5 đến câu số 7. Thi Thiên 89 từ câu 5 đến câu 7 mời một sư bè đọc dịch. Colossae đoạn 1 câu số 16 mời một sư đề luôn. Colossae đoạn 1 câu số 16 một sư bè. Thi Thiên đoạn 89 từ câu 5 đến câu số 7. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen rất lạ Ngài, sự thần tính Ngài chẳng cũng sẽ được ngợi khen rất lạ Ngài. Vì trên các tầng trời ai sánh được với Đức Giê-hô-va trong những con trai kẻ mạnh và ai giống như Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong các hội thánh, đáng hải hùng hơn kẻ đứng chỗ chung quanh Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mạnh hơn ai có khả năng giống như Chúa, sự thành tính Chúa ở chung quanh Chúa. Dạ. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái đặc điểm của thiên sứ rất là đông, đúng không ạ? Muôn vàng thiên sứ thờ phượng Ngài. Ở Cô-lô-sê đoạn 1 câu số 16 mời. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất nguồn trên trời trên đất và không thấy được ngôi vô hoặc quyền cái thế hoặc chấp cánh hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và vì Ngài dựng nên cả. Dạ. Chúng ta nhìn thấy là toàn cõi vũ trụ có mặt đều bởi Chúa và đấng tạo dựng nên. Ở đây chúng ta cũng nhìn thấy được rằng về các phương diện cái cấp bậc hay là cái đẳng cấp của các thiên sứ. Thiên sứ thì chúng ta nhìn thấy được rằng cái ở trên đây chúng ta nhìn thấy cái chữ trên đây chúng ta thấy không? Nhỏ quá không thấy không? Thấy không? Coi trong là thấy rồi. Có cần căng cái bảng rõ hơn không? Thì rõ hơn đó. Okay. Lần sau chúng ta cầu nguyện để có cái máy phóng lớn thì chờ việc dễ hơn là sử dụng cái màn hình này nhỏ quá. Okay. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng phân loại thiên sứ là phương diện đẳng cấp. Chúng ta nhìn thấy được rằng thiên sứ dựng nên giống nhau để khẳng định cái bản chất thiên thượng. Nhưng mà thiên sứ vẫn có những cái cấp bậc khác nhau. Cấp bậc khác nhau. Chúng ta nhìn thấy là ví dụ chúng ta biết về thiên sứ như thế nào? Chúng ta biết cái tên thiên sứ không? Thiên sứ. Chúng ta biết cái tên thiên sứ không? Biết mà. Ví dụ như thiên sứ thông báo cái loan tin báo về Chúa Giêsu Christ đến. Về sự giáng sinh của Chúa, đó là thiên sứ. Gabriel. Đó là chúng ta biết một số thiên sứ. Như vậy cái chức năng của Gabriel thông thường đó là loan báo hay là thông tin một cái tin tức gì rất là quan trọng của Chúa, đúng không ạ? Rồi chúng ta biết về thiên sứ nào nữa? Michel. Michel làm công việc gì? Michel được chết ở đâu? Đạo cua. Michel ở đâu? Dành xác của Moses. Hả? Michel được chép ở đâu thiên sứ? Danh sách Dạ đúng rồi, danh sách của Moshe, đúng không ạ? Điều đó được chép ở trong Giu-đe, đúng không ạ? Giu-đe có chép về thiên sứ Michel. Rồi đi nữa. Thiên sứ nào nữa? Seraphim. Hả? Seraphim. Chúng ta biết về Seraphim. Seraphim là một trong những thiên sứ bảo vệ cái hòm giao ước của Chúa. Và chúng ta biết rằng trên cái hòm giao ước của Chúa thì có để cái hình seraphim, cái cánh nó quay về phía cái hòm giao ước. Chúng ta nhớ phải không ạ? Và đó là một số cái đặc điểm của các thiên sứ. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng các thiên sứ thì có một số cái Gabriel. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một sự đặc biệt của Gabriel. Chúng ta nhìn thấy
Daniel. Chúng ta nhớ trong Daniel đoạn 8 và Daniel đoạn 9, khi mà Daniel cầu nguyện, phải không? Khi mà Daniel cầu nguyện thì thiên sứ của Chúa ngay lập tức đến để nhậm lời cầu nguyện của Daniel. Chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Khi mà Daniel nhớ lại cái thời gian của dân Israel lưu đày, đó là bao nhiêu năm? Thời gian Israel lưu đày là bao nhiêu năm? Daniel đoạn 9 câu 1, câu 2. Bao nhiêu năm? 700. Bao nhiêu năm? 70 năm. 70 năm chứ. Tội nghiệp 70 năm đã lâu rồi. Ông xin tiên tri tới 700 năm tội dân ta. Thêm có một cái giê-rô thôi mà tội dân Israel đó. Cảm ơn Chúa là một sinh cây có phải là Đức Chúa Trời. 70 năm thôi, đúng không ạ? Khi hạn 70 năm đã mãn rồi thì tại đó Daniel theo các sách biết về lời Đức Chúa và nói với tiên tri Jeremy là 70 năm đã mãn, thì ông bắt đầu quỳ gối xuống kêu cầu với Chúa. Và ngay cái thời điểm, ngay cái lúc mà ông cầu nguyện với Chúa thì chúng ta nhìn thấy rằng thiên sứ Gabriel đã đến để nhận lời cầu xin. Nhưng mà có một cái cuộc chiến, phải không? Chúng ta nhớ câu chuyện không? Ở trong Daniel đoạn thứ 10-12, đúng không? Có một cuộc chiến ở tại các nơi trên trời và sau đó Gabriel đã đến trễ trong vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy là có một sự tranh chiến giữa các cái thần, giữa các dân tộc với nhau. Và như vậy thì khi học biết cái vấn đề này thì chúng ta phải hiểu rằng ở trên từng khu vực nó có những cái lãnh địa nó thuộc về thế giới linh đó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 thì chúng ta được Kinh Thánh mô tả rằng chúng ta chiến trận với quyền của tâm, đó là cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Và như vậy thì mỗi vùng, mỗi lãnh địa có một cái tà linh nó kiểm soát. Có một cái tà linh nó kiểm soát. Và như vậy thì khi mà trong lãnh vực truyền giáo, chúng ta hiểu biết vấn đề này, để khi mà chúng ta cầu nguyện cho lãnh vực truyền giáo, chúng ta dâng lên Chúa để cầu nguyện cho cái khu vực đó, xin Chúa Ngài đem sự giải cứu của Ngài trên cả khu vực đó trong danh Chúa. Giống như điều Daniel cầu nguyện ở trong Daniel đoạn thứ 9 từ câu 1 đến câu 3, và sự trả lời của Chúa ở trong Daniel đoạn thứ 12. Chúng ta nhìn thấy điều đó, phải không? Như vậy chúng ta cầu nguyện ở trong những lĩnh vực đó. Một số cái nơi khi mà các đệ tử Chúa đến trong việc truyền giảng thì họ cầu nguyện trong những lãnh vực linh, thì tại đó có một sự cởi bỏ, họ kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa. Một lần khi mà chúng tôi đến ở tại khu vực Bình Phước để cầu nguyện trong thời điểm năm, tôi nhớ là đầu năm 1992, khi chúng tôi đến đó nó giống như là đụng vô tường vậy. Lòng họ rất là sợ. Bây giờ thấy các mục sư, các nhân sự Bình Phước rất là mạnh mẽ dạn dĩ, nhưng mà cái thời điểm đó họ giống như trong một sự trói buộc. Họ rất là trói buộc, họ rất là khó khăn. Cái thời điểm đó thì chúng tôi đã đến tại Lâm Đồng rồi, phải không? Lâm Đồng thì từ năm 89 thì đã đến đây rồi. Có một sự thâm viên của Chúa rất là mạnh mẽ, thì chúng tôi mới ao ước rằng ở Bình Phước cũng được thâm viên như vậy. Nhưng mà khi mà vô cái giống như cái từ bê tông vậy đó, anh em sợ, thậm chí không dám tiếp mình. Ô, mình tới mình nói, nghe nói là hồi xưa anh em có biết về Chúa không? Họ nghe nói Chúa cái bà quả hồn, họ kéo mình ra khỏi nhà liền. Họ sợ, có một cái gì đó rất là sợ hãi, và không có ai dám nhận về cái sự sống mà nghe nói Giê-xu, cái là họ sợ đi. Và thậm chí chúng tôi đến gặp một vị mục sư của CMI lúc bấy giờ tại đó. Và hiện giờ ông ta là mục sư trưởng và nằm ở trong danh sách của Tổng Liên Hội, ủy viên Tổng Liên. Mà trong thời điểm đó khi mà chúng tôi đến và gặp ông, mừng lắm, nghe ông đó là mục sư, ao ước khao khát người gặp bà đây được cứu. Nghe mục sư mới hỏi thăm về công việc họ thánh cái, ông bỏ ông chạy, ông ra hết tóc, đa cầu râu, ta bôi kem, ông bỏ ông chạy luôn. Sợ nó nói giúp cái linh sợ hãi nó bao trùm trên cả khu vực. Và lúc bây giờ chúng tôi chỉ làm một công việc duy nhất, đó là quay về cầu nguyện. Chúng tôi biết là có một cái linh nó đang cai trị khu vực đó. Tại vì chúng ta phải hiểu rằng cái bối cảnh của Lâm Đồng chúng ta nó khác bối cảnh Bình Phước. Bối cảnh Lâm Đồng chúng ta dù gì đi nữa thì chúng ta đã được biết về Chúa rồi, phải không? Một số người đã biết về Chúa, chúng ta biết, nhưng mà sau đó chúng ta sa ngã. Tôi nhớ rằng trong thời điểm đầu tiên khi tôi đến đây thì anh em đã có sự khao khát về Chúa rồi. Tôi nhớ là bữa đầu tiên khi tôi đến, không biết là một sinh đến một sinh rơi có nhớ hay không? Khi mà tôi chạy cái xe đạp chạy lên đây đó, hồi đó còn đi ông lè lưỡi, hồi tôi lên đầu tiên đi xe đạp cái gì, đi xe đạp xuyên ngang, nhớ không? Đi xe đạp xuyên ngang chạy lên đây
từ Sài Gòn hồi xưa là cảm ơn Chúa là Chúa còn cho cái người ta bỏ cái xe lên cái ba ga đó, cái bây giờ là không cho đi bỏ xe ba ga là tới ở ngoài kia chứ không phải đi xe đạp từ Sài Gòn lên bỏ ra ngay chỗ mà Di Linh của mình rồi từ đó chạy ra bằng xe đạp. Mình cũng cảm ơn Chúa qua khỏi ngay chỗ mà cái núi trẻ đó là dát xe đạp là không ai là đâu có sợ lại dát xe đạp đi qua đó là bỏ xuống chạy tiếp. Và khi đến tôi nhớ cái lòng của Nam khi mà đến đầu tiên đến Lâm Đồng thì lúc bây giờ tôi nhớ là khoảng chừng 10 giờ tối rồi chia sẻ lời Chúa xong thì thấy bà con cũng còn ngồi đó không có chịu đi về, cái tôi phèo phèo nói bà con về đi hết rồi, tại mệt quá đi xe đạp mà mệt quá cả ngày muốn nằm xuống nghỉ thôi, cái tôi nhớ thôi thầy cũng mệt thì cứ nằm đi tôi ngồi chờ. Lúc bây giờ tôi nghĩ là chắc nói giỡn thôi, thôi tôi mệt con cũng chẳng khách sáo gì mà hồi đó không có phòng ốc gì hết, bà con giống như ngồi đó nhìn trên, tôi nhớ cái nhà sàn mà ngồi đó tôi chia sẻ cái góc này chia sẻ xong cái nằm đây cũng chẳng có gì để che mà cứ nằm đại thôi, và cái nằm ngủ đó tôi nằm thấy lâu lắm, nằm một hồi cái tôi nghe tiếng ồn 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 mà không biết lúc nó nằm có hát giống như tối qua không. Cái nghe tiếng ủa sao ồn ồn quá chứ mình dậy thấy bà con vẫn ngồi đó, tôi nhìn đồng hồ khoảng 3 giờ sáng, ôi tức là nãy giờ chưa về, nó chưa về, phải chia sẻ một lần nữa là bà con mới thỏa mãn đi về đi làm đó. Wow, là có nghĩa là chúng ta đã biết về Chúa rồi nhưng mà cái giống như là có một sự sa ngã gì đó thôi, nhưng mà cái bối cảnh đó chúng ta thì nó nhẹ hơn ở Bình Phước. Bình Phước thì không, gần như anh em không biết gì về Chúa hết. Và lúc bây giờ chúng ta biết là khu vực Bình Phước thì nó gần với là Campuchia, tà linh anh em đi qua bên đó là thỉnh những cái bùa ngải rất là nhiều, nên nó giống như một cái thế giới linh nó cai trị nặng nề khu vực đó. Và khi chúng tôi quay về thành phố và một cái đội hình truyền giáo bắt đầu ôn luyện, vì cái ôn luyện như vậy kiên ăn 7 ngày trong khu vực đó thì chúng tôi thấy rằng Chúa bày tỏ ra hai hình ảnh, nó cùng một ý nghĩa nhưng mà hai hình ảnh khác nhau. Hình đầu tiên là chúng tôi nhìn thấy giống như một cái lồng nó chụp con gà đó, nó không biết là ở đây mình biết cái lồng nó giống như cái lồng bàn đó, nó giống cái chụp vậy nè, hả, nó giống như cái lồng nó chụp xuống vậy nè. Ở dưới tôi thấy là anh em bị một cái lồng chụp như vậy, một cái lồng nó chụp như vậy và họ thấy nó đứng ở trong đó họ khổ sở, nhưng mà khi con nguyện cái lồng đó dở một cái họ chạy ra ngoài, họ la lên hallelujah, họ chạy ra ngoài. Ôi, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện thấy hình thứ hai đó là họ đang bị xiềng, đang bị xích ở trong cái nhà tù, và khi cầu nguyện như vậy xiềng xích nó rớt ra, cái cửa nhà tù nó mở ra và anh em họ chạy thoát ra ngoài. Ôi, và chúng tôi nói cảm ơn Chúa đã giải cứu rồi, Chúa đã sai thiên sứ ngài giải cứu được rồi. Và thế là chúng tôi bắt đầu đưa các đội hình truyền giáo lên khu vực đó, và giống như là điều mà đã cầu nguyện trước đó với Chúa, giống như trường hợp của anh em, một cánh cửa được mở ra, làm dân sự rất là mềm mại. Và như vậy chúng tôi nhìn thấy được rằng trong cái vấn đề mà chúng ta cầu nguyện cho từng khu vực một thì đây là vấn đề mà Chúa bày tỏ trên mọi chúng ta. Không biết bây giờ một sinh cơm có còn nhớ hay không? Nhưng mà tôi còn nhớ, một sinh rét không biết còn nhớ hay không? Cái thời gian đầu tiên quý vị có gặp một cái khải tượng, nhớ không? Cái thời gian mà cách đây là chắc hai mấy năm rồi, hồi đó tôi lên đây năm 89, hồi đó là khoảng năm 89, thì quý vị có gặp một khải tượng đó là đang khi đi làm, thì tôi nhớ hồi đó là gặp một cái gì nó bay lên, cái vật gì nó bay nó cuốn lên nó bay mất đi trong hay đúng không? Và sau đó tối hôm đó quý vị nằm mơ thấy thiên sứ của Chúa đến bày tỏ gì? Cuốn thẳng lên trên mây vậy. Rất là nhiều cái sự bày tỏ của Chúa ở trong vấn đề đó, và Chúa sai thiên sứ của Chúa làm để như một sự khích lệ dân sự của Chúa trong thời điểm đầu tiên. Rồi tôi nhớ một số cái hình ảnh mà Chúa sai thiên sứ của Chúa làm rất là lạ lùng. Một ngày kia tôi nhớ là lúc đó đang huấn luyện ở một cái căn nhà, tôi nhớ là bên kia đường chứ không phải là bên đây, nhà sàn ở bên kia đường, không biết nhà của ai, nhà ông Tên hả, nhà bên kia nhà sàn. Thì tôi nhớ là khi lúc bây giờ thì đang huấn luyện như vậy thì anh em cần một cái xe Honda để chạy, có một cái xe Honda để chạy, xe 67 hồi xưa, xe 67 hay xe gì đó nhưng không có tin. Thì lúc bấy giờ thì anh em lúc bấy giờ sửa cái xe rất là xúc bình xăng con, là đủ bộ chuyện cho mà đạp không nổ. Và sau đó tối hôm đó đang ngủ thì có thiên sứ của Chúa xuất hiện ra, và thiên sứ của Chúa đến và tháo cái bô ri ra thổi vậy đút vô máy nổ,
Sáng ra thì anh kể câu chuyện nó lại với chúng tôi. Nó ổn tối qua là mơ thấy thiên sứ Chúa đến thổi phù phù phù. Mà nó mà vô lý lắm, tôi xúc mình sinh con mà thổi mà còn chùi mua đi đủ mọi cái chân mà thổi sao mà hết được. Từ đó thì bây giờ thiên sứ như bày tỏ vậy thì mình làm thử đi. Thổi thôi. Đang làm khó hơn mà làm được, cái đằng này dễ hơn mà sao làm được. Ở đây cũng có lý ha, anh đây cũng làm giống cái bài mở ra thổi phù phù ba cái nhét vô đạp máy nổ. À, có nghĩa là trong cái thời điểm đầu tiên rất là nhiều cái điều lạ luôn mà Chúa bày tỏ, đúng không? À, rồi có nhiều nơi là khi mà đi truyền giảng là giống như thiên sứ của Chúa đã đến trước rồi, à, phải không? Đã đến trước rồi, giống như là thông báo trước rằng bữa nay có đầy tớ của Chúa đến trong việc rao báo về phúc âm của Chúa. À, rất là nhiều cái điều mà chúng ta nhìn thấy một sự nhiệm kỳ. Và tôi thiết tưởng là anh em là trong cái sự đơn sơ của mình, Chúa bày tỏ như vậy. Đối với chúng tôi thành phố thì không có. À, nên khi mà tôi thật sự khi lên học về Chúa anh em, tôi được học nhiều hơn. Tại những cái đó tôi không thấy ở thành phố. Không có thấy ở thành phố. Nhưng mà khi mà lên anh em thì được học hỏi, được nhìn thấy, được chứng kiến rất là nhiều cái điều lạ luôn mà Chúa bày tỏ để như là một sự gắn kết. Giống như điều mà lời Chúa ở trong Thi Thiên nói rằng: nếu tôi không thấy ơn Đức Giê-hô-va từ đất kẻ sống, hẳn tôi đã ngã lòng rồi. Hãy vững lòng bền chí, phải, hãy vững lòng bền chí. Và nhiều khi mà Chúa cho phép thiên sứ của Chúa bày tỏ điều ra để làm đức tin của chúng ta lớn lên, chúng ta thấy rằng đó là một trong những cái đặc tính hay là đặc biệt của thiên sứ, đó là đến trong việc giúp việc kẻ hầu việc Chúa. Chúng ta xem câu thánh đó nằm ở trong Hebrew đoạn 1, cái câu cuối của Hebrew đoạn 1. Hebrew đoạn 1, mà không nghe đọc nhìn để chúng ta rất là dễ nhớ đó, câu cuối cùng của Hebrew đoạn 1. Rồi xin mời là câu 14. Các thiên sứ hãy chẳng phải là điều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? À, thiên sứ là thần hầu việc Đức Chúa Trời được sai xuống để làm gì? Để giúp việc. Giúp việc cho ai? Những người hưởng cơ nghiệp cứu rỗi là ai vậy? Là ai? Là chính mọi chúng ta. Amen. À, như vậy thì chúng ta nhìn thấy là đó là một trong những cái đặc điểm hay là đặc tính của thiên sứ. À, và chúng ta nhìn thấy được rằng thiên sứ gồm có hai hạng thiên sứ khác nhau. À, thiên sứ có hai hạng thiên sứ khác nhau. Đó là thiên sứ trong sự thánh khiết vâng theo lời của Chúa, phải không? À, thiên sứ thánh khiết vâng theo lời của Chúa, như là những Mikael, là Michel, là vân vân. Và cái thiên sứ thứ gì đó là những thiên sứ sa ngã. Và chúng ta sẽ học biết những thiên sứ sa ngã đó ở trong cái phần E và phần D. Chúng ta sẽ học biết về những thiên sứ được lựa chọn ở trong sự thánh khiết, ở trong sự công chính để rồi giúp việc thờ phượng Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời và giúp việc cho những người được dự phần ở trong sự cứu rỗi, như ở trong điều mà chúng ta vừa đọc ở Hebrew đoạn 1 câu số 14. Đầu tiên chúng ta cứ làm D, chức vụ của các thiên sứ. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy rằng thiên sứ phục vụ Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. À, đối với Đức Chúa Trời, thiên sứ là gì? Đối với Đức Chúa Trời, thiên sứ làm công việc gì? À, chúng ta khoan nhìn xuống cái bảng cho chúng ta trên tay. Đối với Đức Chúa Trời, chúng ta thiên sứ làm công việc gì? Làm gì? Thờ phượng, phục vụ. Ở từ dưới bảng, từ dưới chúng ta nhìn ở đây thấy không? À, thấy thì thôi đừng có nhìn đó, nhìn tôi. Mắt quý vị tốt chỉ vậy. À, thấy à? Wow, mắt tốt à. Tôi phải đứng đây cho thấy chứ đứng xa là không thấy chữ á. Thấy chỗ nhỏ. À, chữ này thấy không? Thấy. Chữ này thấy không? Thấy. À, thấy luôn các bạn. Mắt sư đề lô tốt hả? À? Sư mới thì lớn tuổi rồi. Không đeo kính nữa, vậy là quá tốt rồi. Vậy thì đừng có nhìn nó, nhìn tôi. Đối với Đức Chúa Trời, thiên sứ làm công việc gì?
À thơ phượng, dạ đúng rồi. Thơ phượng. À, làm gì nữa? Làm gì nữa? Thiên sứ làm gì nữa? À, thơ phượng ngợi khen, phải không ạ? À, chúng ta nhìn thấy điều đó ở trong... Ở đâu chứ? Ở đâu chứ? À, Thi Thiên, rồi Khải, Khải Huyền, phải không ạ? À, à, rồi chúng ta cũng nhìn thấy là khi Chúa Giêsu Christ Giáng sinh, phải không ạ? À, một hình ảnh đó là hàng muôn vàng thiên binh thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh thiên sứ trên thiên sứ sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho mọi người. Và đó là những cái hình ảnh mà thiên sứ thờ phượng Chúa và được Kinh Thánh viết lại, đó là viết lại. À, rồi chúng ta nhìn thấy được rằng đó là vấn đề của thiên sứ, đúng không ạ? À, thiên sứ. Rồi chúng ta nhìn thấy thiên đối với Đức Chúa Trời, đối với Đức Chúa Trời, thiên sứ thường làm những cái công việc do Đức Chúa Trời sai phái, đúng không ạ? Như là can thiệp như một cái vấn đề gì đó. Chúng ta nhớ ở trong Giăng Sách Ký đoạn thứ 22, đúng không ạ? Một cái câu chuyện được bày tỏ ra rất là rõ ràng trong việc thiên sứ đến để làm gì? Khi mà dân sự của Chúa có một sự dấy lên nổi loạn đó, thì thiên sứ của Chúa đến và có một sự giết chóc xảy ra rất là nhiều đối với những người đảng Cô-rê đó. Chúng ta nhớ cảnh đó rồi. Đến khi mà Môi-se, Đức Chúa Trời bảo Môi-se hãy gấp lương thang lên lư hương, và lúc bây giờ Môi-se chạy giữa vòng kẻ sống và kẻ chết, lúc bây giờ tai họa liền dừng lại. Chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Trong lòng ngày đó thì một số lượng người rất là lớn bị tiêu diệt, bị giết đi. Và như vậy chúng ta nhìn thấy là thiên sứ trong khả năng đó là gì? Tuân theo cái mạng lệnh của Chúa làm công việc nào đó. Hoặc rồi chúng ta nhìn thấy là công việc của thiên sứ đối với Chúa Giêsu, đối với Christ đó là gì? Đó là gì? À, thông báo hay là loan báo về sự giáng sinh của Chúa. Là gì nữa? Là gì nữa? À, ngợi khen Chúa, có mà tôn vinh ngợi khen Chúa. Là gì nữa? À, làm gì? À, chúng ta nhớ rằng trong cái vấn đề mà loan báo thông điệp về cái việc mà sự giáng sinh của Chúa, thiên sứ Chúa đã đến đầu tiên đến cho ai? Xa Chari, Mary là sau này, chúng ta nhớ không? À, để nói về vấn đề gì? Của việc đến của giáng là người mở đường, chúng ta nhớ không? À, và lúc bấy giờ khi mà thiên sứ xuất hiện, lúc bấy giờ ông Sazari ổng quản hồn, ông ngờ quá, ông cha ô tôi già rồi làm sao có thể có điều đó xảy ra, thì lúc bấy giờ ổng bị cong trong giai đoạn điều đó được chép ở trong Luca đoạn 1, chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy là thiên sứ của Chúa cũng đến trên má Marie, đến trên Joseph, phải không ạ? Vân vân, bày tỏ về cái sự đến của Chúa Giêsu liên quan đến cái sự đấm Christ. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng khi mà Chúa Giêsu ở trong cái việc cầu nguyện thiên an trong bao nhiêu ngày? 400 ngày phải không, sư khác? 40 ngày. Chọc sư khác quà. 40 ngày phải không ạ? Thì lúc bây giờ thiên sứ của Chúa đến để hầu việc. Đó, thì đó được chép ở Luca đoạn thứ 14 phải không? Luca đoạn 14 dạ. Rồi chúng ta cũng nhớ câu chuyện mà thiên sứ của Chúa đến để lăn cái hòn đá mà đầy ngõ mộ, đó không? Và đó là những hình ảnh mà liên quan đến Christ. Chúng ta cũng thấy rằng với ở trong đối với Chúa Tái Lâm thì sao? Đối với Chúa Tái Lâm thì thiên sứ có đóng góp vai trò như thế nào? Thổi loa, đó không? Thiên sứ của Chúa thổi tiếng kèn, đó không? Để như một sự thông báo về cái sự đến của Chúa. Chúng ta xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu số 14. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu số 14. À, mời một người đọc dịch. 16 đoạn 4 câu số 44. Dạ, vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu
Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại. 16. Thì cũng vậy, Đức Chúa Giêsu. À xin lỗi, câu 16, 16, 16. Dạ, xin lỗi 16. Dạ, cảm ơn sư. Câu 16 rõ hơn. Dạ. Đoạn 4 câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cũng tiếng kè và của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đống rích sẽ sống lại trước hết. À, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn. Đó mà. À, như vậy chúng ta nhìn thấy tiếng thiên sứ của Chúa được công bố ra ở trong cái thời điểm đó, à, như một sự thông báo về sự tái lâm của Chúa. Thì chúng ta sẽ biết bài đó một cách kỹ lưỡng hơn ở trong bài Lai Thế Học. Ok, rồi chúng ta cũng học biết về thiên sứ đối hội thánh. Thiên sứ đối làm gì đối hội thánh? Đặc biệt là đối hội thánh ở trong công vụ sứ đồ, hội thánh đầu tiên ở trong công vụ sứ đồ, thiên sứ của Chúa làm gì? Cứu là phi đồng. Dạ, khi mà hội thánh của Chúa cầu nguyện, phải không? Thì có một sự giải cứu từ ở trong tù, điều đó được chép ở công vụ đoạn 5. Dạ, đoạn 5, có không ạ? Rồi chúng ta cũng nhìn thấy thiên sứ bày tỏ gì nữa? À, thiên sứ của Chúa dẫn dắt cái gì? Chúng ta nhớ câu chuyện của ai? Có hai cái dẫn dắt à? Một lần ở trong ở đâu? Đối với Philip ở trong công vụ đoạn 8, phải không? Chúng ta nhớ câu chuyện không? Công vụ đoạn 8, phải không? À, đã dẫn dắt Philip để có thể thông báo một thông điệp đến cho hoạn quan Ethiopia, đó mà. Và thiên sứ đã giúp Philip đến nỗi mà theo kịp cái chiếc xe, chúng ta nhớ không? Lúc bấy giờ Philip không có xe. Không có xe, tại vì mấy đó đầu tiên đâu có xe ngựa hồi xưa nó giống như cái xe Mercedes bây giờ vậy đó, mất tiền lắm. Hoạn quan Ethiopia mới có tiền thôi. Không có con gì nó dí theo được, tại vì lúc bây giờ khi mà người ta cởi ngựa như vậy là sóc mã hai con chạy, hai ngựa chạy nhanh lắm. Và như vậy thiên sứ của Chúa làm cách nào đó mình không biết, có thể là ẩm, có thể là đưa, có thể là làm sao mà di chuyển đi với tốc độ bằng với tốc độ của chiếc xe để làm gì, để Philip hỏi, à ngươi đọc cái đó ngươi có hiểu không, à bắt đầu mới giải thích, chúng ta nhớ câu chuyện cho Philip công vụ đoạn 8, phải không? Rồi làm điều gì nữa, thiên sứ làm điều gì nữa ở trong công vụ đoạn 10? Làm gì nữa? Dẫn dắt cái gì vậy? Ở trong vụ sứ đồ đồng mời gia đình của cậu ấy, dạ đúng không? À, thiên sứ của Chúa đã đến, đã bày tỏ, đó mà, đã hướng dẫn trước là sẽ có một người đến để như là một cái sự thông điệp, phải không? Thiên sứ hướng dẫn để rồi dẫn dắt, và qua đó có một cánh cửa được mở ra cho dân ngoại. Chúng ta nhớ câu chuyện của cậu hai không? Một cánh cửa tinh lành được mở ra cho dân ngoại cho đến ngày hôm nay. Mà dĩ nhiên tất cả những điều đó không phải do thiên sứ tự động mà làm đâu nha. Chúng ta phải hiểu ý như vậy. Đó là do từ mạng lệnh của ai? Của Đức Chúa Trời. Dạ đúng rồi. Do mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải biết điều đó chắc chắn ở trong cái bản chất của thiên sứ là như vậy. Là đến từ mạng lệnh từ Đức Chúa Trời, chứ không phải là tự nhiên thiên sứ cảm động là không phải như vậy. Đối với các quốc gia thì thiên sứ làm công việc bảo vệ như trong Daniel đoạn 12 câu 1 hồi nãy chúng ta vừa đọc đó. Daniel đoạn 12 câu 1 như là một sự chủ thể linh ở trên các tầng trời, ảnh hưởng trên các lãnh đạo của thế giới ở trong Daniel đoạn 10:20 câu 21. Chúng ta nhìn thấy như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thiên sứ làm công việc giống như một sự chiến trận, đúng không? Chiến trận. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện thì Kinh Thánh ghi rằng thiên sứ Đức Chúa và đóng lại xung quanh kẻ kính sợ Ngài và bảo vệ, như vậy có một sự bảo vệ, có một sự chăm sóc, có một sự vây phủ bởi các thiên sứ. Đối với các đất nhân ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được rằng rất là nhiều công việc thiên sứ chưa đến như một sự chăm sóc, giúp đỡ, như là điều mà chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn 1 câu số 14, đúng không ạ? Thiên sứ của Chúa là những kẻ hầu việc giúp việc trong sự cứu rỗi. Đó là cái phần chức vụ của các thiên sứ. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thiên sứ sa ngã, đúng không ạ? Chúng ta qua cái phần thiên sứ sa ngã. Ai cho chúng
chúng ta có thể mô tả lại câu chuyện của thiên sứ, lý do tại sao thiên sứ sang hàng? Lý do tại sao thiên sứ có sự sang hàng? Kiêu ngạo. À, vì kiêu ngạo. Trước đây thiên Satan đến từ đâu? Chúa dẫn đưa vượt qua.